Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với những tin tức thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế đáng chú ý. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định phê duyệt danh sách di tích xếp hạng cấp quốc gia thực hiện đầu tư tu bổ chống xuống cấp năm 2024. Cụ thể có 8 di tích cấp quốc gia được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư tu bổ năm 2024, gồm đền Bảo Châu, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, đền Đại Quan, xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, đền Gạo Bắc, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, chùa Thượng Bùi, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, chùa Pháp Vân, xã Lạc Đạo, chùa Hòa Lạc, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, đình Ngô Xá, xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, đình Long Cầu, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc tu bổ chống xuống cấp, tu bổ cấp thiết năm 2024 đúng trình tự thủ tục và quy định pháp luật. Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, trong quý 1 năm nay, các khu công nghiệp đã tiếp nhận 18 dự án mới vào đầu tư với vốn đầu tư đăng ký gần 240 triệu đô la Mỹ và gần 3.700 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư thu hút vào các khu công nghiệp quý 1 tương đương khoảng 142 triệu đô la Mỹ. Kết quả thu hút này gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm 2023 và bằng 41% kế hoạch cả năm 2024 là 1 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời điều chỉnh tăng vốn cho 6 dự án, vốn đăng ký điều chỉnh tăng trên 15 triệu đô la Mỹ. Trong các khu công nghiệp có thêm 9 dự án mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng tổng số 462 dự án, trong đó có 260 dự án FDI và 202 dự án DDI, chiếm 80% tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu công nghiệp. Để góp phần tích cực thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã tích cực vận động hội viên nông dân xây dựng mô hình kinh tế tập thể, chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Hiện nay, các cấp hội nông dân huyện Yên Mỹ đã thành lập được 42 mô hình kinh tế tập thể, thu hút gần 780 thành viên là hội viên nông dân tham gia, trong đó có 6 hợp tác xã với trên 110 thành viên, 17 tổ hợp tác với trên 560 thành viên, 7 chi hội nông dân nghề nghiệp với gần 230 thành viên và 12 tổ nông dân nghề nghiệp với gần 80 thành viên. Hoạt động của các mô hình kinh tế tập thể đã hỗ trợ hội viên nông dân về khoa học kỹ thuật, giống vốn để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 4 giờ 40 phút sáng nay tại tầng 8 tòa M3.2 chung cư PH ở thành phố Hưng Yên đã bất ngờ xảy ra sự cố cháy từ phía ban công. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện từ ổ cắm máy giặt của một hộ gia đình. Sự cố xảy ra tại căn hộ số 812, tòa 3.2 xuất phát từ ổ điện cắm máy giặt của gia đình, sau đó cháy lan vào máy giặt đặt ngoài ban công của cư dân. May mắn chủ nhà đã phát hiện, hô hoán mọi người hỗ trợ và xử lý dập tắt tại chỗ bằng bình cứu hỏa di động. Bộ phận bảo vệ và kỹ thuật của tòa nhà cũng kịp thời xử lý đám cháy, ngắt điện cục bộ, không để lây lan rộng xung quanh và các vật dụng khác trong gia đình. Đám cháy cơ bản được dập tắt ngay, không gây thiệt hại về người và tài sản. Tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong quý 1 năm 2024, các chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội gần 17,4 triệu người, tăng 1,6%. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 14,2 triệu người, tăng 1,67%. Số người tham gia bảo hiểm y tế gần 90,2 triệu người, tăng 0,28%. Bộ Công an đang lấy ý kiến cho dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ với nhiều quy định mới. Trong đó đề xuất cảnh sát giao thông được dừng phương tiện tham gia giao thông đường bộ để kiểm tra, kiểm soát khi có một trong các căn cứ sau đây. Phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc có căn cứ xác định có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ hoặc vi phạm pháp luật khác, thực hiện theo mệnh lệnh kế hoạch tuần tra kiểm soát của cấp có thẩm quyền để phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ mà buộc phải dừng phương tiện để kiểm soát mới phát hiện được, phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng chống dịch bệnh, có tin báo tố giác phản ánh kiến nghị đề nghị của cơ quan tổ chức cá nhân về tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật khác. Mới đầu tháng 4, mức tiêu thụ điện trên cả nước đồng loạt tăng từng ngày do đợt nắng nóng đầu tiên diễn ra trên cả nước từ Nam ra Bắc. Trong ngày 3 tháng 4, tiêu thụ điện của cả nước vượt qua mốc 900 triệu kWh, vọt lên mức 917 triệu kWh và đang tiến tới mức kỷ lục. Dự báo cho thấy cả nước sẽ đạt mốc 1 tỷ kWh trên ngày trong tháng 6 do thời tiết cực đoan. Trong khi đó, năm 2023, tiêu thụ điện cao nhất của cả nước khoảng 940 triệu kWh trên ngày.
Như vậy tăng trưởng tiêu thụ điện của trung bình ngày những ngày đầu tháng 4 đã tăng tới 21% so với trung bình 3 tháng đầu năm. Dự báo từ tháng 4 đến tháng 7, sản lượng dùng điện sẽ có thể tăng cao nhất tới 17%, gây sức ép rất lớn với ngành điện và miền Bắc. Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội liên tục cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ hình thức tuyển cộng tác viên thanh toán đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử. Mồi nhử mà các đối tượng đưa ra rất hấp dẫn, như với mỗi một đơn hàng sẽ được hưởng chênh lệch 10-20%. Khi thanh toán các đơn hàng đầu có giá trị nhỏ, nạn nhân sẽ được hưởng hoa hồng. Đến đơn hàng có giá trị cao, các đối tượng sẽ chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn lừa đảo, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm cộng tác viên cho các công ty doanh nghiệp đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Nếu phát hiện trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an. Chuyển sang phần tin quốc tế. Điều kiện lao động đặc thù là nguyên nhân khiến hầu hết người hành nghề xe ôm tại thủ đô Bangkok của Thái Lan gặp các vấn đề về sức khỏe. Đây là kết quả khảo sát của Tổ chức Thúc đẩy Y tế Thái Lan và từ đó đặt ra vấn đề nâng cao nhận thức cho đội ngũ lái xe ôm về sức khỏe vì bản thân cũng như sự an toàn của hành khách. Kết quả khảo sát cho thấy, việc lái xe ôm thường xuyên tiếp xúc với nắng gắt, không khí ô nhiễm và tắc nghẽn giao thông có nguy cơ dẫn đến các vấn đề về sức khỏe, gồm bệnh tim, ung thư, tiểu đường, bệnh phổi mãn tính, cũng như những vấn đề về mắt và hô hấp. Ngoài ra, trong số 538 lái xe ôm tham gia khảo sát, có gần 57% người hút thuốc lá và hơn 57% người có uống rượu. Từ thực tế trên, Tổ chức Thúc đẩy Y tế Thái Lan đã giới thiệu nhiều dự án nhằm cải thiện sức khỏe và sự an toàn của người hành nghề xe ôm. Kế hoạch đã được thí điểm ở 13 trên 50 quận ở thủ đô Bangkok, bao gồm chương trình chăm sóc sức khỏe và hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe, tiêu chuẩn lái xe an toàn và vấn đề lạm dụng ma túy. Trí tuệ nhân tạo AI đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống, khi các nhà khoa học Anh mới đây đã áp dụng công nghệ vào việc phát hiện và theo dõi nguy cơ xâm lấn của ong bắp cày, loài côn trùng có khả năng tiêu diệt quần thể ong bản địa cũng như đe dọa nền nông nghiệp địa phương. Một nhóm các nhà khoa học Đại học Exeter đã phát triển Vespa AI, một hệ thống điều khiển có khả năng dẫn dụ ong vào trạm giám sát và chụp hình ảnh, cho phép hệ thống xác định ong bắp cày gây hại với độ chính xác vượt trội. Cụ thể, hệ thống sẽ hoạt động cho đến khi phát hiện một côn trùng có hình dáng và kích thước của ong bắp cày. Sau khi hoạt động, thuật toán AI sẽ phân tích hình ảnh để xác định xem côn trùng đó là ong bắp cày ngoại lai hay bản địa. Nếu đó là động vật xâm lấn, hệ thống sẽ phát cảnh báo cho người dùng. Ong bắp cày là loài côn trùng nổi tiếng với biệt danh ong sát thủ bởi nọc độc và hung dữ. Với kích thước có thể lên tới 5 cm, chúng được xem là một trong những loài ong nguy hiểm nhất thế giới. Công nghệ kỹ thuật số đã đưa không khí mùa xuân tràn ngập khắp thủ đô London của Anh. Hôm 4 tháng 4, một màn trình diễn hoa anh đào nở rộ với công nghệ tương tác kỹ thuật số đã làm bừng sáng không gian triển lãm ở trung tâm thành phố. Nature Confetti, tạm dịch là hoa giấy của tự nhiên, là dự án chung của công ty truyền thông Alternet và tổ chức National Trust, đã đưa khán giả vào một hành trình của vẻ đẹp kỹ thuật số. Người xem sẽ được ngắm nhìn những bông hoa nở rộ trải rộng trên các màn hình lớn, phủ kín các bức tường và trần nhà của một không gian triển lãm mở ngay gần phố Oxford nổi tiếng của London. Đơn vị tổ chức cho biết, dự án mong muốn đưa vẻ rực rỡ của mùa xuân trở lại với trung tâm đô thị luôn đông đúc và bận rộn. Triển lãm đã khai mạc trước thềm tuần lễ hội xuân thường niên của National Trust, năm nay dự kiến sẽ diễn ra từ 20 tới 27 tháng 4. Thác Niagara dọc theo đường biên giới Canada và Mỹ, nằm trên đường đi của nhật thực toàn phần, sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 4 tới đây. Vì vậy, rất nhiều người đã lên kế hoạch đặt phòng khách sạn và các dịch vụ để trải nghiệm hiện tượng này tại một trong những kỳ quan thiên nhiên của Bắc Mỹ. Nhóm khách du lịch đến từ Italy này đã quyết định dành trọn một tuần tại vùng Niagara nhằm đón đợi sự kiện nhật thực toàn phần sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 4 tới đây. Thác Niagara ở biên giới giữa Canada và Mỹ nằm trên đường của nhật thực toàn phần sắp xảy ra, nên đây là một trong những địa điểm lý tưởng để chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này. Dự kiến sẽ có khoảng 1 triệu du khách tập trung về đây chỉ riêng trong ngày 8 tháng 4 tới. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.